Ủa? Sao tắt khóa rồi mà xe vẫn hoạt động này mọi người nhỉ? Tình huống vừa rồi thì các bạn vừa xem đó là những cái trường hợp mà khi mà chúng ta sử dụng bật chìa khóa remote đây mọi người nhé. Khi một chiếc xe mà đã ở trạng thái chưa bật mà chúng ta sử dụng khóa remote là nút set này, chúng ta bật hai lần. Đó, thì kích hoạt chế độ mở khóa từ xa không cần chìa cơ này. Đó. Khi mà chúng ta sử dụng lại cái chìa cơ này thì bắt buộc chúng ta phải tắt cái khóa chế độ đó đi nhá, bằng hình khóa mở đó mọi người nhá. Đây hình khóa mở đây. Đó. Thì chúng ta mới sử dụng lại được khóa cơ này. Đó, khóa cơ bật tắt thì mới có tác dụng như này nhá. Nhiều bác thì khi mà gặp cái tình huống này sẽ bị cuống lên và không hiểu lý do vì sao cái khóa cơ này lúc bật tắt thì nó không có tác dụng gì, giống như ở ngay ở đầu video Minh Nhật đã tạo ra một cái tình huống như thế. Đó. Thì các bạn nhớ nhá, muốn sử dụng lại cái khóa cơ như này mà trong khi đó chúng ta kích hoạt chế độ mở khóa từ xa thì chúng ta phải tắt cái chế độ đi này. Đấy, thì chúng ta cho vào khóa cơ như này. Đó. Đấy, giờ bật tắt này mới có tác dụng nha mọi người nhá. Không phải là khóa hỏng đâu mọi người nhá. Anh em nào đã gặp trường hợp như này rồi thì hãy để lại dưới phần bình luận nhá. Nhớ follow kênh Xe Minh Nhật.